Đến thăm kiểm tra chúc Tết các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 Hải quân chiều nay, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao tinh thần vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ các đơn vị và toàn Vùng 4 Hải quân. Toàn vùng đã duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Các đơn vị đã làm tốt công tác dân vận giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ, cứu hộ cứu nạn. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần nâng cao tinh thần chủ động, nhạy bén, theo dõi, nắm chắc tình hình trên các vùng biển đảo, kịp thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo chỉ huy các cấp để có các phương án xử lý kịp thời, đúng đối sách các tình huống xảy ra, đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên các vùng biển đảo, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và công tác hậu phương quân đội, tổ chức cho bộ đội đón Tết thực sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.